Mới đây, Trung tâm Chính trị Quyện Thái Lai đã tổ chức hai dạng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 3 năm 2024. Hơn 20 học viên là đảng viên dự bị được học tập nghiên cứu 10 chuyên đề trong tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn, số đổi bổ sung theo văn kiện đại hội 13 của đảng, kèm hai chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của đảng, vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của đảng, Ngoài ra, các học viên còn được đi thực tế tham quan di tích lịch sử chiến thắng ông đưa và viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập. Đến nay, Quyền Thái Lai đã hoàn thành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới trong năm 2024 cho hơn 100 học viên.